Hello, bác chào mình, anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Thì clip hôm nay mình sẽ thử làm một cái thử thách mà do chính mình tự nghĩ ra khá là bựa anh em ạ. Đó là sử dụng cái con bot chú hai và đấm chết lần cuối và lấy top 1 anh em nhé. Khá là hài hước đây. Để xem nó thực hiện được không anh em ạ. Đây, một tem đáp muộn này, chết ngay. Không biết là còn ai nữa không nhỉ? Ui, trận này quân sự đông phết anh em ạ. Úi giời ơi, lại còn hai tên nữa đáp sau nữa kìa. Đây đúng không? Ô kìa, không nóc luôn. Trời ơi, mình bắn cái gì vậy trời? Đứng yên cho bắn rồi mà còn hụt nữa. Từ từ, bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Không nên vội vàng anh em ạ. Ố, có một tên không qua kìa. Trời ơi, đúng lúc là thấy đạn chứ. Nào, ra đây bạn ơi. Ồ, không nốc luôn được kìa. Ông này cũng khá khá yếu ấy. Thế là bên C ngoài là có hai tên cũng yếu rồi. Đây, mình sẽ công luôn. Một tên ngay ở C giữa này. À, VSS à? VSS à, chạy đi đâu bạn? Chạy đi đâu con sâu này? Game mới nha bạn ơi. Trời ơi, có M16 lại không bắn, lại đi VSS, bắn gần, dở rồi. Có 10 viên đạn thì làm sao mà đỡ được. Úi dồi ôi. Vâng, ở chỗ ngoài thần giáo kia dã nhau nhiệt tình thế nhở? Ô, đây này. Ui dồi ôi, nghe hấp dẫn anh em ạ, công luôn đi. Kệ bọn C, công cái bọn này trước đã. Đâu rồi, đâu rồi? Nào ngó ra, ngó ra. Vẫn không ngó à? Đây rồi. Nốc luôn này. Gạt luôn này. Còn tên nào nữa không nhỉ? Ồ, hết mất rồi à? Có mỗi một tên rồi à? Buồn thế nhỉ? Mình ra đây thì hiện hòm hết rồi còn đâu nữa. Rồi, để xem nào. Có AK này. Tiếp sau mấy ống này ra chỗ thần giáo lút vào sau đồ dầu thế. Vâng, à còn hòm này nữa này. Úi dồi, M4 này. Tiếp thật thì lút dần giáo giàu hơn cả lút mình lút trong C anh em ạ. Chắc clip sau mà bay quân sự ra dần giáo lút cho lành. Ở bên kia còn có tiếng súng nữa kìa. Thôi để mình công về chỗ nhà C ngoài đi. Vâng, đang công bọn C mà tự nhiên ra đây hóng hớt nữa cũng hơi liều mạng ấy. Đây rồi, tiếng chân ngay C ngoài này. Nãy là có hai tên ở bên ngoài cơ mà. Mà mình mới chỉ nghe được có một tiếng chân thôi. Nó đang trên tầng 2. Công luôn. À đâu? Ở tầng 2 mà nhở. Ồ, đang hiêu máu này. Đây, ngay trong góc này anh em này. Ý giời ơi. Đây này bạn ơi, mình dụ thôi. Ồ, chết luôn à? Cái ông thứ hai đâu? Hay là hai bọn này khác team rồi, bị ông này bắn chết rồi. Vâng, chắc là thế rồi anh em ạ. Ui, mình đi 8x. Người à? Cái đệt mình tưởng boss. Ôi lùi về bạn nó qua. Trời ơi, ông này di chuyển nghe cứ như boss ấy. Từ từ zoom về đã anh em ạ. Thấy cự ly gần này để câu 6 nguyên hơi mù mắt. Nhiều khi lia tâm mình không không thể lia lia kịp được. Đây, ngay tầng 1 đúng không? À, thấy gì đây? Nào lên đây bạn. Đây rồi, đứng ngay cuối này. Chết. Ô kìa, lag bom à. Bom băng, bom đã quăng ra phía xa rồi mà nó đã bật lại này. Ôi, trúng cái đèn anh em ạ. Ai thật hay quả bom kìa. À. Yếu chưa? Giỏi lên đây bạn ơi. Không dám lên rồi. Ông kia bị mình sấy yếu phát lùi về rồi. Từ từ đã. Nãy là vừa có thêm một tiếng chân nữa công vào, cho là bạn nó tới ấy, chi viện rồi. Đấy. Một tên vẫn đang ngay cuối này. Một tên thì công lại ngay dưới chân mình. Ui dồi, có bom. Đây đây. Ui, nó leo cầu thang kìa, không bắn kịp được chưa. Rồi, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Hai tên này biết bắn đấy. À, một tên chạy ra ngoài à. Chạy ra ngoài à bạn ơi. Rồi, một tên này, còn một tên nữa. Để mình hiếu máu đã. Vâng, tên cuối chắc là thấy bạn bị gạt rồi. Bây giờ ngồi chì lại kê rồi, anh em lại không thấy di chuyển nữa rồi. Để mình
mình ra mình lút đồ đi. Bây giờ tìm được cái tên cuối này mới khó này. Nó ngồi góc nào nó ok rồi anh em ạ. À đây này, trước mặt. Bên ngoài này. Đâu? Kìa. Vãi nồi con boss. Một tên chạy ra này. À đây rồi, bạn nói sao ấy. Chạy đi đâu? Úi giời, lại còn nằm nữa. Thôi bạn, bạn nằm thì bạn chết rồi. Bạn nốc anh em ơi. Ôi, cố làm cái gì? Cố quá thì cũng qua cố thôi. Hình như là mình thấy có một tên nữa, nó cũng tính vừa băng đường ấy sao ấy. Mình chạy qua mình check xem nào. Cái này mình nhìn nhầm ta. Nhiều khi nhìn hơi bị hoa mắt, chắc là có mỗi tên này thôi. Ồ, trên kia có xe kìa. Bắn luôn à. Gọi mình hay sao nhở? Đây, nằm này. Cái đệt mắc đồi anh em ạ. Thôi mình công luôn đi. Sau lưng có xe này. Hay là... À thôi kệ đi. Mình công cái tên trước mặt này trước đã. Tên kia có dí mình không? Đây. Đâu rồi? Úi dồi ôi, nó nhìn mình từ trước rồi. Tí nữa là oảng anh em ạ. Nhìn này. Ôi dồi ôi, một mồm với lại một người thôi. Nói chung là cũng thấm. Thế là hết ngó ra ngay. Tên đồi kia cũng không thấy công mình nhỉ, chắc đã chạy đâu rồi. Tên này vẫn táp à? Chầy cối nhỉ? Táp nữa đi, rồi. Mất mũ rồi anh em ạ. Đang keng nghe phát ọt là hiểu rồi. Táp cố với chúng tôi này. Mình lên mình phơm luôn. Phải có mỗi tên này thôi. Hay là bạn nó là cái tên mà vừa đi xe nãy đi chỗ sau lưng mình ta. Cũng có thể lắm em. Ok rồi. Sao nhỉ? Nhiều khi mấy lần này, mấy hôm nay mình đi xe nó cứ kiểu cứ bị hút máu ấy. Rồi hết táp bạn nhá. Thanh niên Indo tự nhiên lên đây nằm canh. Có xe ngay chỗ cầu này anh em ơi. Có team cam cầu à. Rồi, có một con xe Watt đặt ngay giữa cầu luôn. Hống hách thật sự. Đây, bọn này tính lên xe chưa? Thì đứng đấy mình canh me một lúc xem như thế nào. Nó sẽ phải lên xe nó chạy bò thôi. Đây, tên này đứng yên, nốc được này anh em. Hai tên đứng yên này đang làm gì ấy. Mà từ từ đã, mình khoan bắn nhá. Không nên vội anh em ạ. Đợi cho bọn này lên xe đi cái là mình táp luôn. Tên kia vẫn đang đứng kia nhìn làm gì vậy. Thôi lên xe đi các bạn để mình táp phát xem nào. Táp như táp nhiều cũ đó cho anh em xem này. Lề mề thế nhở. Rồi đây rồi. Nào thẳng hướng. Nhìn sang trái luôn. Biết rồi, ôi tên này nữa. Hổ báo nhở. Ngồi trên xe mà thấy được ạ. Thơm luôn anh em ạ. Không biết là bạn ở đâu nhở. Có hai tên cam cầu chỗ này thôi à. Mình xuống mình rút thêm ít đồ đi. Hình như là chỉ có hai tên chỗ này thôi. Á đù. Úi giời ơi. Sao lại nằm ngay đây bạn. Tiếp thật ông này chơi gì đã ra đấy. Nằm cây em mình rồi. Đang tính ra đây đổi con xe phát mà lại đi đúng hướng thế nhở. Để mình quay lại mình tìm xem coi là ông này có cái băng đạn xịn cho mini không. Ô còn tên nữa này. Ủa alo. Bắt hai người đây sao lại chạy như chỗ không người vậy. Mình xem đồ nào. Úi dồi ôi, người rồi anh em ơi. Có cái con boss này.
Ai ấy nhở? Ô, có xe qua cầu này. Qua cầu bạn. Đậu xanh. Tên này đi như kiểu vô thức ấy. Ô. Bạn ơi. Nào nào nào, không chơi gạt hộ nha. Đây rồi. Cái tên Bizon nó bắn nãy giờ mình không biết nó đứng hướng nào. Ông này nữa sao lại ngồi như chỗ không người quấn máu thế này. Ai dạy bạn gọi là lộ liễu thế này. Vâng, thì là có hai tên, một tên nốc với một tên yếu ấy, anh em. Rồi final luôn anh em ơi, không cứu được. À, tên kia vẫn sững táp à? Còn Bizon mà lại đứng xa táp. Tên này liều mạng thật đấy. Ôi giời, cái gì ấy? Ôi, sau lưng, sau lưng. À. Ôi, đây rồi anh em ạ, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nằm này. Vai thật ạ. Nói chung là đứng chỗ nóc nhà này thì toàn bị chỗ phía sau bắn thôi. Bọn nó hay lên đồi đứng nó bắn xuống ấy. Ôi, thôi đừng phá lốp xe nha bạn ơi, nhà có mỗi con xe đấy. Mình phải lấy xe mình chạy vội mới được, không mà nó phá lốp. Nó mà phá lốp sau thì coi như vứt. Bắn được cho tiền luôn này. Để mình công cái ông này liền anh em ạ. Đứng ở trên đấy bắn xuống được. Ôi chỗ này hơi nguy hiểm nhờ. Nó bắn lên đấy nó đón là toang này. Úi dồi ôi, lên đón thật này anh em. Úi dồi ôi, better better. Ồ thôi. À chạy lên à. Tỉnh nhờ. Yếu chưa. Ôi trên 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 cao vẫn đang còn một tên nữa. Có một tên đang ngó mình trên cao này. Đây. Ngó này bạn ơi, rồi. Chắc bạn đó luôn rồi. Đây mình công luôn đi anh em ạ. Còn tên ở dưới nữa. Nó nằm đâu đoạn trước mặt này thôi. Ô. Ôi trời ơi. Cái gì đây? Vãi thật, nó chui vào góc đấy, nó nằm không tưởng luôn đấy anh em ạ. Mấy mà tên này bắn ngáo đấy. Ô, ngó này. Ngó à bạn, ngó nó đi. Vỡ mồm chưa hả? Ô, lại ngó này. Ô kìa. Hai đầu vẫn không chết, ông này mũ gì vậy? Mũ 4 à? Ô. Từ từ đã. Gạt cái này trước. Không gạt được. Rồi, bọn kia ngoài bo mà vẫn đang còn cố mà đứng lại kiểu. Chạy kìa. Chạy nhanh thật đấy. Để mình công luôn cái tên mà vừa bị mình đốc ngay trước mặt nhé. Để nó bò về vội, chắc là bạn nó đang gần đây rồi. Đây, 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 úi dồi ôi. Lại có một tên nằm nữa anh em ạ. Có tên nằm đâu nhỉ? À, đây, đây. Nằm trong bụi rơm này, úi dồi ôi, vẫn đốc. À, quên, nằm trong bụi cỏ ấy chứ. Thế còn tên cuối của team này nữa. Thôi để mình đổi xe UAS rồi mình vào bo luôn thôi. Đây, đứng đây quan sát một lúc đã. Mình sẽ rút kinh nghiệm trận trước. Trận này mình phải để lại hai tên của một team. Ô, từ từ, sau lưng này. Ô kìa. Vẫn còn xe máy. Thôi xong. Quả đi xe đúng vào đi lòng đất luôn rồi. Rồi. Mình sẽ rút kinh nghiệm trận trước là mình sẽ để lại hai tên của một team để mình nốc một tên, còn một tên nó sẽ cứu ấy. Trong thời gian cứu mình sẽ quăng con bot ra là mình sẽ có cơ hội để mình giành được top 1 bằng con bot anh em ạ. Đấy. Sẽ không để lại tên cuối nữa. Nếu như mà để tên cuối đấy, nó sẽ chủ động nó câu mình đấy. Rồi bây giờ là bo là về khu nhà trước mặt rồi. Đây, sẽ đứng tạm góc này đi. Quan sát xem nào. Còn bốn ông đã phải cố gắng gạt được một team và để một team còn lại hai tên. Có một tên nhìn mình đây. Ui giời ơi, một mồm. Rồi, cứ từ từ đã. À, có một tên chạy ra.
Mất mất rồi, trời ơi. Đây mình sẽ lấy luôn cái chỗ biển biển đấy nhá. Canh cái bọn ở chỗ bên trái này trước. Góc này cũng được anh em ạ, góc này nguy hiểm quá. Góc này trước sau là nó đều bắn được ấy. Đây mình sẽ đứng tạm trong khu nhà đi, mình quan sát. Kìa. Lần này phải cố gắng để gọi là phát huy được cái tối đa sức mạnh của cái item con boss chú hài mới được. Không thể để cho con boss này nó phế vật. Bọn kia nó vẫn đang bắn cái tim trong bò hay sao ấy. Đây này. Đảo hay thế nhở. Mình sẽ công lên luôn nhá. Kết liễu nhanh tên này mới được. Hình như là có mỗi một tên này thôi. À trước mặt này. Rồi clear. Thế là còn team 3 sau lưng đúng không. Phải gạt một ông đã. Ô. Nhìn này. Ô kìa. Lag à. Cái này chắc là nó đang nằm anh em ạ. Nhưng mà nó bị lag kiểu đứng ấy. Game nó dạo này nó hay bị lỗi như thế nhá. Lộ. Bây giờ tầm này là game nó hay bị lỗi như thế. Mấy ông mà nằm bó cuối là dễ bị phát hiện lắm đấy. À, cẩn thận. À, vấn đề là bây giờ phải gạt được một ông trước. Cái này khó nhở. Ô bắn nhau à. Ơ hai team anh em ạ. Thấy ông DB ông sấy ai ở dưới đấy này. Ui dồi ôi hoang mang thế. Ôi thôi. Ô kìa, nó firm hơn rồi. Trời, vậy là còn hai tên lẻ. Đâu ấy? Ôi dồi, nằm ngay đây. Vãi thật. Thế là còn tên cuối nữa thôi. Kịch bản đã đến như thế rồi mà bị cái thằng UMP nó nằm nó phá hoại thật. À đây đây đây, tên cuối nó nằm ngay sau lưng mình này anh em ơi. Đây, mình sẽ ốp quả bom chú hai. Đấy, lấy xe lượn luôn. Nghe nhiều người nói là phải... phải đứng xa cách xa cái con boss này thì con boss này nó sẽ chủ động tấn công ai gần nó hơn đi. Đấy, mình sẽ đứng xa xa hơn là được. Rồi ok anh em ạ. Đấy, khoảng cách như này thì tên kia chắc chắn là sẽ gần con boss hơn là mình rồi. Ủa mà sao con boss kia nó lại ra nó làm gì ấy? Ra ngắm hoàng hôn à? Nó nằm ngay trước mặt này bạn ơi. Vãi thật ạ. Con boss này nó không thể, anh em nó không thể giống như ý mình được nhỉ. Ui dồi ôi, đỗ bom. Không trông chờ thì gì được con boss rồi anh em ạ. Kìa nó bò lên kìa. Thôi để mình dùng chảo mình thử ném phát vào đầu xem. Khiếp đang bò kìa anh em. Sợ thật ý, mấy thanh niên bé na này. Làm như kiểu mình không nhìn thấy ý. Không được rồi, thôi. Điều này cho chắc ăn, không lại mất top 1 để bị anh em chửi cho. Nói chung là clip này ngoài sự gọi là mong đợi anh em lại bị tên kia nó phá hoại quá. Để clip sau mình sẽ cố gắng làm lại anh em nhé. Xem bye bye mọi người nha.